Xin chào các em nha. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách làm tốt cái bài thực hành 1, làm quen với chương trình ReadBackCan. Cái bài này ở trang 15 sách giáo khoa. Thầy sẽ đi vào chi tiết nội dung của từng phần. Bây giờ nội dung sẽ được tóm tắt theo các thứ tự sau. Cái thứ nhất là mình sẽ làm quen với giao diện ReadBackCan. Cái thứ hai là soạn chương trình đơn giản. Cái thứ ba, lưu tệp chương trình. Cái thứ tư, chạy và dịch chương trình. Trong cái chạy và dịch chương trình này thì để dịch chương trình thì chúng ta là nhấn tổ hợp phím là Alt cộng F9. Để chạy chương trình thì chúng ta là nhấn phím Ctrl cộng F9. Thì bây giờ thầy sẽ vào từng phần. Phần 1, làm quen với giao diện ReadBackCan. Thì các em sau khi khởi động máy tính lên thì ở trên máy tính đã có cài đặt sẵn cái chương trình ReadBackCan. Thì các em quan sát trên màn hình, đây là một cái icon cũng như là cái biểu tượng của cái phần mềm ReadBackCan. Bây giờ thầy sẽ mở cái chương trình này lên. Thì sau khi mình mở cái chương trình này lên đó, đây là cái giao diện của cái phần mềm ReadBackCan. Thì để sử dụng được cái chương trình ReadBackCan này thì đầu tiên mình phải quan sát ở trên cái giao diện này. Cái thứ nhất là thanh bảng chọn. Thanh bảng chọn thì gồm các giải lệnh như là File, Edit, Share, Run, Compile, Debug, Tool Option, Window và Help. Thì cái này là gọi là thanh bảng chọn. Thanh bảng chọn là gì? Thanh bảng chọn là chứa những cái dòng lệnh. Ví dụ cái lệnh File, mình bấm vô lệnh File thì ở trên đây nó xả ra một cái danh sách. Trong lệnh File này có nhiều cái lệnh nữa. Chẳng hạn như là lệnh New nè. New là tạo một cái trang mới. Hoặc là lệnh open. Open là mở một cái trang nào đó có sẵn trên máy. Hoặc là một cái lệnh đó là exit. Và lệnh này dùng để là đóng cái trang chương trình lại. Ngoài ra còn một số giải lệnh như là run, dùng để là chạy chương trình. Hoặc là compile, dùng để là dịch chương trình. Để tạo mới một cái vùng soạn thảo thì đầu tiên các em sẽ vào File, sau đó các em sẽ chọn New. Thì ở trên màn hình đó các em đã thấy là một cái khu vực soạn thảo màu xanh dương. Thì nó có một cái con trỏ soạn thảo nhấp nháy trên màn hình như thế này. Như các em đã biết là các em đã học xong cái phần mềm là soạn thảo văn bản. Thì ở trên cái phần mềm soạn thảo văn bản á, có một cái con trỏ soạn thảo. Thì thầy sẽ mở cái phần mềm Word ra. Để các em quan sát ở trên màn hình ha. Đây là cái con trỏ soạn thảo ở trên phần mềm Word. Thì con trỏ soạn thảo này á, là nó là một cái gạch thẳng đứng, luôn luôn nhấp nháy ở trên cái vùng soạn thảo. Còn riêng đối với phần mềm ReadBackCan thì ở đây cũng có con trỏ soạn thảo luôn. Nhưng mà nó là một cái đường gạch thẳng, nhưng mà nó sẽ nằm ngang. Thì con trỏ soạn thảo này có tác dụng là cho chúng ta biết là vị trí của một cái ký tự nào đó chúng ta muốn gõ vô. Thì chẳng hạn như là một cái ký tự thầy gõ thử là chữ A. Thì sau khi mình gõ chữ A xong thì nó sẽ xuất hiện ngay chân cái vị trí hồi nãy con trỏ xuất hiện. Thì bây giờ con trỏ đã chuyển qua một cái vị trí khác, thì chúng ta gõ một cái ký tự khác, chẳng hạn gọi chữ B, thì nó xuất hiện ngay chân vị trí xuất hiện ban đầu của con trỏ. Thì thầy nói lại, đây là một cái vùng soạn thảo dùng để chúng ta là gõ cái chương trình, hay gọi cách khác gọi là chúng ta sẽ lập trình ở trên vùng soạn thảo này. Rồi tiếp tục nữa là cái phần số 2.
là soạn chương trình đơn giản. Soạn chương trình đơn giản. Thì bây giờ các em sẽ gõ một cái ví dụ cụ thể. Thầy sẽ gõ khai báo chương trình. Tên chương trình ví dụ như là CT đầu tiên chẳng hạn. Rồi, chấm phẩy, enter xuống dòng. Tiếp tục nữa là chúng ta khai báo thư viện view cách CRT chấm phẩy, enter. Khai báo thân chương trình bắt đầu sẽ có chữ begin. Rồi các em sẽ enter xuống. Tiếp tục về các em gõ chữ end. Dấu chấm. Lưu ý là kết thúc cái chữ end này phải có dấu chấm. Rồi, bây giờ phần thân chương trình. Cái nội dung ở trong thân chương trình thì chúng ta có thể là gõ một cái từ khóa là chữ write. Rồi, chữ write. Rồi thêm chữ L, N vô là guideline. Thì cái tính năng của guideline, ví dụ các em có thể là viết chữ guide không cũng được, không sao. Nhưng mà thêm chữ L, N có tính năng là khi mà xuất ra một cái câu nào đó thì nó có tính năng là dùng để xuống dòng cũng như là xuống hàng. Bây giờ là mình sẽ mở hoặc, dấu nháy đơn, sau đó là một cái câu nào đó, ví dụ chào các bạn. Rồi sau đó là dấu nháy đơn, đóng ngoặc lại, dấu chấm phẩy. Rồi đây là một cái chương trình hoàn chỉnh. Tiếp tục là cái phần số 3, lưu tiệp chương trình. Thì sau khi các em đã soạn một cái chương trình đơn giản như thế này thì bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ lưu chương trình lại lại. Thì để lưu chương trình thì các em sẽ vào file. Sau đó là chúng ta là chọn save. Hoặc là các bạn nào gành về phím thì chúng ta có thể là bấm phím F2 thay vì bấm chữ save như thế này. Thì chúng ta là bấm chữ save nha. Rồi. Đây là cái bản thông báo hiển thị ra. Cái bản thông báo này là cái bản thông báo có tên là save file A. Save file A. Thì cái bảng này dùng để chúng ta nhập những cái thông tin cũng như là tên của cái file chương trình này mà chúng ta muốn save. Thì thêm một cái lưu ý nữa. Chẳng hạn như là máy tính ở trường thì chúng ta là cái ổ C là mặc định để lưu cái chương trình này. Thì cái ổ C đó đã được đóng băng thì sau khi là tắt máy thì cái dữ liệu của mình sẽ mất. Thì có cách, chúng ta sẽ có cách là lưu vào vị trí khác theo ý của mình mà đảm bảo cái dữ liệu sau này chúng ta sử dụng lại thì nó vẫn còn. Thầy sẽ hướng dẫn cụ thể. Bây giờ mình sẽ đóng tạm cái cửa sổ của chúng ta lại. Để lưu ở một vị trí nào đó trên cái máy tính thì chúng ta phải xác định đầu tiên là cầu đĩa. Bây giờ là mở cái computer lên. Rồi, trong đây là cái trình Explorer trên máy tính là quản lý ổ đĩa và tập tin. Bây giờ mình sẽ chọn vào một cái ổ đĩa mà mình muốn lưu ngoài ổ đĩa C. Ổ đĩa C này lưu ý là đã được đóng băng. Hoặc là ở trên đây là chứa hệ điều hành thì chúng ta không nên lưu. Bây giờ mình sẽ mở ổ đĩa D. Và sau đó mình sẽ tạo một cái thư mục để lưu trữ. Bây giờ là các em sẽ bấm chuột phải, chọn new. Rồi sau đó là chọn folder. Rồi. Tiếp tục thì mình sẽ đặt tên. Cái cách đặt tên cũng khá là quan trọng. Chẳng hạn như là đặt một cái tên mà tránh trường hợp là sử dụng có dấu. Thì nói chung đối với lập trình Pascal thì chúng ta là sử dụng những cái tên thông thường là không có dấu. Và ngay cả là dấu cách cũng không được. Chẳng hạn như là một cái tên nào đó, chẳng hạn là Trọng Khang không dấu. Đây các em lưu ý ha.
ngay chân cái chỗ mà giữa khoảng cách mà giữa trọng và khang, thì là một là chúng ta là gõ liền như thế này. Hai, đưa vị trí con chỏ gần lại với nhau như thế này, sau đó là chúng ta là bấm shift rồi dấu gạch để tạo ra một cái dấu gạch chân như thế này. Rồi bấm enter, xác nhận thư mục. Thì sau này những cái bài tập có liên quan từ đây đến cuối năm chúng ta làm thì chúng ta sẽ lưu vào một cái thư mục trong ODD mà chúng ta đã tạo. Rồi thầy sẽ đóng cửa sổ này lại. Rồi mở cái chương trình Pascal hồi nãy. Rồi tiếp tục là bấm chữ file, save. Rồi bây giờ lưu ý cái đường dẫn. Hồi nãy nói là lưu vào ODD thì đầu tiên chúng ta bấm chữ D là ODD. D thì có thể là bấm chữ hoa hoặc là chữ thường. Cái này là không phân biệt chữ hoa chữ thường nha. Rồi hai chấm, đây là cú pháp. Sau đó là bấm cái dấu sẹt. Cái dấu sẹt này là nghiêng về bên phía tay trái nha. Nó khác với cái dấu chia. Đây là đường dẫn vào ODD. Rồi tiếp tục là tên thư mục hồi nãy chúng ta mới vừa tạo. Để chúng ta quan sát lại trong ODD nè. Tên thư mục là Trọng Khang. Bây giờ mình sẽ đặt tên thư mục là Trọng Khang. Lưu ý là cái tên thư mục là mình phải gõ giống như là tên thư mục hồi nãy là chúng ta đã tạo, nhưng mà không quan trọng về chữ hoa hoặc là chữ thường. Rồi sau đó là dấu sẹt. Tới cái bước này là cái tên của chương trình. Đây em quan sát là ở trên đây, khi mà cái chương trình của các em là chưa có sale thì ở trên đây nó sẽ báo là no name 01.bat. Vậy thì ở trên đây là nó đã mặc định là những cái tên cái chương trình nào mà chúng ta chưa lưu thì nó có tên là no name 01 hoặc là no name 02 gì đó .bat. Rồi bây giờ là mình sẽ đặt cái tên của chương trình mình. Lưu ý là tên của cái chương trình mình là mình đặt sao cho ngắn gọn, dễ nhớ và phù hợp với cái nội dung mà cái chương trình chúng ta lập trình. Tránh tình trạng mà đặt không phù hợp với cái chương trình mà chúng ta lập trình thì khi mà tìm kiếm lại rất là khó. Và theo cái quy tắc nữa là đặt tên là không có dấu theo ngôn ngữ tiếng Anh. Chẳng hạn như là chương trình đầu tiên thì thầy sẽ đặt một cái tên là chương trình đầu tiên. Còn cái đuôi ngầm định của cái chương trình Pascal như là chấm bát này là nữa, cái chương trình Pascal nó sẽ tự động nó sinh ra, nên là chúng ta không có cần thiết là phải gõ là chấm rồi bát nha các em, lưu ý. Rồi thầy sẽ di chuyển con chỏ lại, giải thích lại ha. Đầu tiên là ODD ha, chữ D là ODD, hai chấm sẹt. Rồi đây là đường dẫn vào ODD. Tiếp theo nữa là Trọng Khang, thì ở đây là cái tên thư mục được tạo trong ODD. Rồi sau đó là sẹt. Rồi tiếp theo nữa là tên của cái chương trình này. Rồi sau khi mình đã xác nhận xong rồi mình bấm OK. Rồi bây giờ các em quan sát ở trên cái cửa sổ của cái chương trình của chúng ta thì nó sẽ thay đổi cái no name hồi nãy sẽ trở thành một cái đường dẫn, rồi sau đó là tên cái chương trình của chúng ta như thế này. Vậy thì là chúng ta đã lưu thành công. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem cái file tiệp tin mà chương trình đầu tiên này đã được save vào cái thư mục Trọng Khang trong ODD hay không. Bây giờ mình sẽ mở ODD. Rồi, thư mục Trọng Khang. Rồi, đây là cái chương trình đầu tiên .bat mà chúng ta đã thực hiện là lưu xong. Rồi, tiếp theo cái nội dung nữa thì là cái bước thứ tư, là cái bước mà dịch và chạy chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím AND, tất nhiên là ALT cộng F9 là hai phím. Tất nhiên ở đây là tổ hợp phím. Đó. Chúng ta nhấn tổ hợp phím. Rồi bây giờ là để chương trình chạy được thì chúng ta phải dịch chương trình bằng cách là vào cái lệnh là compile. Chọn lệnh compile hoặc là
Có thể là bấm tổ phím Alt cộng F9. Bạn nào sử dụng lệnh thì chúng ta là lít chuột vào lệnh. Còn các bạn nào sử dụng bàn phím thì chúng ta là bấm tổ phím Alt F9. Rồi chúng ta dịch. Sau khi chương trình đã dịch xong thì các em lưu ý cơ bản là các em quan sát là cái vùng Euro. Euro như thế này, Total Euro. Thì ở đây là báo chỉ số 0. Tất nhiên là sau này mình làm một cái chương trình nào đó thì mình chỉ kiểm tra là cái phần là Total Euro này thôi. Nếu mà con số 0 thì ý nghĩa là chương trình của chúng ta là không có lỗi. Còn cái trường hợp mà chương trình báo những con số như là 1, 2, 3, 4, vân vân, nó khác số 0 thì chúng ta kiểm tra lại cái chương trình vì cái chương trình của chúng ta là đã bị lỗi. Rồi các em lưu ý. Bây giờ để test thử một cái lỗi, mình sẽ bấm một phím bất kỳ. Vậy thì bấm một phím bất kỳ để tắt các bạn thông báo này đi. Rồi. Mình sẽ thử mình xóa một cái dấu chấm ở chân chữ N này. Tại quy định cái từ khóa N thì cái từ khóa này là sao nó phải có cái dấu kết thúc là dấu chấm. Mà chúng ta xóa đi thì chắc chắn một điều sẽ bị báo lỗi. Bây giờ mình sẽ combine nó, kiểm tra cho lỗi nè. Alt F9. Rồi, rõ ràng. Thì cái chỗ là Total Euro á, báo 2 thì chắc chắn là cái chương trình chúng ta là bị lỗi rồi. Nó báo là bị lỗi. Lỗi là dấu chấm nè, ngay chân chữ N nè, mình đọc ở dưới đây nó có một cái bảng thông báo nữa. Rồi mình bấm một cái phím ha, bấm phím bất kỳ. Bây giờ thì mình sẽ thêm dấu chấm vào đây. Mình dịch lại, combine. Đó, không lỗi nè. Rồi. Sau khi chúng ta dịch chương trình xong rồi thì cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ cho cái chương trình đó chạy bằng cách là nhấn tổ phím Ctrl F9. Rồi. Bây giờ mình sẽ bấm Run. Thay vì bấm là cái lệnh Run á, Run là chạy á, thì các bạn nào mà sử dụng phím được thì chúng ta là bấm hai phím. Giữa phím Ctrl và phím F9 ở trên bàn phím cùng một lúc. Rồi, thầy sẽ chọn cái lệnh Run. Thì sau khi chọn cái lệnh Run xong rồi là cái màn hình nó có một cái nó chớp. Nó chớp một cái nó tắt liền. Đây, bấm lại nha. Quan sát nha, Run. Ctrl F9. Đó, rõ ràng. Và chúng ta thấy là trên cái màn hình là báo là khi mà chạy chương trình rồi á thì nó chớp một cái, nó chớp một cái rồi nó tắt. Để giải quyết cái vấn đề này á thì các em lưu ý á, ở trên cái từ khóa end. Trên từ khóa end thì chúng ta gõ thêm một cái lệnh là lệnh git line. Rồi. Cái từ khóa là git line chấm phẩy. Thì cái từ khóa git line này á là dùng để dừng lại cái chương trình để chúng ta xem kết quả. Còn cái trường hợp mà chúng ta không có khai báo cái từ khóa này ở trên cái chữ end thì chắc chắn một điều là nó sẽ không có dừng cái màn hình lại cho chúng ta xem kết quả đâu nha các em, lưu ý ha. Rồi bây giờ là mình sẽ dịch lại một cái combine coi thôi bị lỗi không nha. Rồi, không lỗi, bấm phím bất kỳ, sau đó vào chữ run nè. Rồi chọn run. Rồi các em lưu ý là sau khi cái chương trình mới dừng lại cho chúng ta xem kết quả thì ở đây là xuất ra một cái câu là chào các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quan sát ở trên cái màn hình hiện tại bây giờ nó xuất ra một cái kêu bằng những cái dòng lệnh mà chúng ta không mong muốn ha, của dòng lệnh của cái chương trình tạo ra thôi. Nhưng mà chúng ta muốn ẩn nó đi, chúng ta không muốn nó xuất hiện nữa. Chỉ xuất hiện là cái yêu cầu của chúng ta là xuất ra cái chữ là chào các bạn thôi. Thì làm bằng cách nào? Bây giờ các em sẽ bấm một phím bất kỳ để thoát khỏi cái chế độ này. Rồi sau đó là chúng ta thêm một cái từ khóa dưới chữ begin là liken clr. Là cái chữ liken là xóa dữ liệu màn hình chấm phẩy. Các em lưu ý ha, cái từ khóa này là nó nằm ở trong cái thư viện là view crt. Cái trường hợp mà khi mà mình khai báo cái từ khóa này ở dưới chữ begin mà chúng ta không khai báo thư viện là view crt ở trên đây thì dẫn đến tình trạng là nó không hiểu, thì lúc đó là nó sẽ báo lỗi. Lý do vì chúng ta không có tạo thư viện trước cho nó.
Như những cái bài trước, như là bài 2 á, đã có nói là thư viện á. Thì thư viện là gì á? Là ví dụ như là ở trường chúng ta có một cái thư viện mà chứa nhiều sách. Sách đó là kêu bằng là nhiều cái từ khóa. À, sách giống như là từ khóa thôi. Mà cái trường hợp mà chúng ta không có thư viện thì sách sẽ không được có chứa trong cái thư viện đó. À, nếu giờ chúng ta mà khai báo cái cuốn sách đó ra thì chắc chắn là không có hiểu được cái thư viện ở trong cái trường. À, cho nên thì cái từ khóa Blicken, CLR, SCR thì cái này đó là bắt buộc phải có khi mà sau khi mà khai báo thư viện xong. Còn bây giờ là mình sẽ combine, mình dịch lại. Rồi, không lỗi nha. À, quan sát tutorial nè, không lỗi. Bấm phím bất kỳ. Rồi sau đó là run. Rồi là control F9 đó. Run nè. Đó. Như vậy á, là nó sẽ xóa đi những cái câu lệnh lúc nãy chúng ta không muốn. Thì cái yêu cầu chúng ta là xuất ra một cái câu lệnh là chào các bạn, thì nó đã xuất hiện đúng cái yêu cầu của chúng ta rồi. Rồi thêm một cái nữa ha. Thêm một cái nữa là cái thước số 5 đi. Đây là mở. Mở một file. Một file hay là một tệp. Ai thích file thì là file, ai thích tệp thì là tệp. Tại vì hai cái từ này đồng nghĩa với nhau. Nó mở một file là một tệp có sẵn. Tất nhiên là có sẵn ở trên máy. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta tuần này chúng ta thực hành đi, tuần sau mà muốn sử dụng lại cái code, cái nội dung của chương trình mà ngày hôm nay mà chúng ta đã soạn ra, thì chúng ta có thể là qua tuần sau chúng ta đã mở lên và tiếp tục là chỉnh sửa hoặc là sao chép những cái dữ liệu có sẵn. Thì để làm được cái việc này thì là các em cũng là đầu tiên chúng ta sẽ mở một cái backend lên, mở backend lên rồi đóng lại ha. Giả sử như là chúng ta là mở backend lên là chúng ta không thấy cái chương trình của chúng ta, các em sẽ vào lệnh là file rồi chọn là open. Rồi bây giờ là mình sẽ gõ lại cái thư mục của mình thôi. Vậy thì cái thư mục của mình á là chứa trong ổ nào? Ổ DD thì gọi ổ DD nè, 2.sec. Rồi tiếp theo là cái thư mục. Cái thư mục hồi nãy lưu nè là cái thư mục là Trọng Khang ở trong cái ổ DD nè. Đó, mình gõ lại. Trọng Khang. Đó, lưu ý là gõ cho giống cái tên thư mục nha. Rồi. Rồi bây giờ nếu mà cái trường hợp mà chúng ta không có nhớ cái tên của cái file mà lúc hồi từng rồi chúng ta thực hành á, chúng ta không nhớ tại vì nhiều quá, nhiều bài tập thực hành quá. Mình chỉ nhớ là cái thư mục mình thôi, ở trong có ổ DD là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ mở nè, bấm chữ open. Đó. Rõ ràng nếu mà chúng ta dẫn đến đúng cái thư mục chứa trong ổ DD thì nó sẽ ra tất cả các bài mà chúng ta đã lưu ở trong đó. Nó sẽ thể hiện ở cái cửa sổ là file. Đây, cái chữ file nè. Em có bao nhiêu bài thì nó sẽ liệt kê dưới đây. Chẳng hạn như là mình có chỉ có một bài thôi thì nó sẽ hiển thị một bài. Còn cái trường hợp mà chứa nhiều bài thì chắc chắn một điều là ở đây nó sẽ chứa nhiều bài ở đây. Rồi sau đó là mình chọn cái bài đó, rồi mình bấm chữ open thì nó sẽ ra cho chúng ta. Các em thân mến, thì cái hướng dẫn làm tốt cái bài thực hành 1, làm quen với cái chương trình GreenBackend đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những nội dung tiếp theo.